thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Việt Hùng xin kính chào quý vị. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng Mỹ tốt với Việt Nam nhằm ly gián Trung Việt. Việt Nam mở lại đường bay với Trung Quốc. Việt Nam phạt xe dán bản đồ thiếu Hoàng Sa Trường Sa. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam vừa thông báo chính thức khôi phục vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc sau nhiều tháng đình chỉ vì đại dịch COVID-19. Chính phủ Việt Nam cho biết trên trang thông tin chính thức vào ngày 13 tháng 7. Việc tái tục đường bay với quốc gia láng giềng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông qua, nhưng tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách sẽ do giới hữu trách hàng không của Việt Nam và Trung Quốc thống nhất với nhau. Kể từ đầu tháng 2, Việt Nam đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc sau khi dịch bệnh do virus corona gây ra bắt đầu xuất hiện trong nước. Đến ngày 25 tháng 3, Việt Nam đình chỉ toàn bộ các chuyến bay quốc tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Việt Nam cho biết hiện xã hội đã trở lại trạng thái bình thường mới, với gần 3 tháng không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. 95% số người nhiễm bệnh đã khỏi bệnh và không có ca tử vong nào. Các ca nhiễm mới đều từ nước ngoài, chủ yếu là người Việt Nam đi học tập lao động trở về nước để tránh dịch. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang đối diện với nguy cơ bùng phát dịch thứ hai với các ca nhiễm mới gia tăng ở khu vực thủ đô Bắc Kinh gần đây. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định đã kiểm soát được mối đe dọa. Trong thông báo mới nhất, Việt Nam cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan để tăng các chuyến bay cứu hộ và chuyến bay thương mại để đưa người Việt về nước qua các điểm trung chuyển như Quảng Châu, Trung Quốc, Seoul, Hàn Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Đài Loan, Viên Chăn, Lào và Phnom Penh, Campuchia. Để chuẩn bị cho số lượng người nhập cảnh có thể nhiễm bệnh, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu các bộ tổ chức thêm ít nhất 10.000 chỗ cách ly tập trung để phòng ngừa lây nhiễm ra cộng đồng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hồi sáng 13 tháng 7 đăng lên trang Facebook chính thức của họ một bài viết cảnh báo rằng việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích ly gián quan hệ Trung Việt, cũng như nhằm biến Việt Nam thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc. Bài viết của tác giả là Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc Hồ Tích Tiến, được Phái bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng lên chỉ 2 ngày sau khi Việt Nam và Mỹ có một loạt các hoạt động trang trọng kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ. Nhân dịp kỷ niệm này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi thư chúc mừng. Nhà lãnh đạo Việt Nam ghi nhận rằng sau 25 năm quan hệ Việt-Mỹ đã vượt qua những khác biệt để phát triển tích cực và ổn định, đưa Mỹ trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Đề cập đến các diễn biến kể trên, trong bài viết được gọi là Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam trên trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu nhắc nhở rằng Mỹ từng ném hàng nghìn hàng vạn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam. Tự nhận rằng mình có thể đại diện cho suy nghĩ của nhiều người Trung Quốc bình thường, ông Hồ Tích Tiến đứng đầu tờ báo phục vụ mục đích tuyên truyền ra nước ngoài của Trung Quốc, xem quan hệ Mỹ-Việt biến chuyển từ thù thành bạn sau 1/4 thế kỷ như trò trẻ con, thích rửa mặt thì rửa mặt. Điều hàng đầu được nêu lên trong bài viết của Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu là Mỹ không thể nào thật lòng mong muốn tốt cho Việt Nam. Mục đích lớn nhất của Mỹ khi phát triển quan hệ với Việt Nam là lợi dụng Việt Nam. Trong vài năm gần đây, Mỹ nhiều lần lên tiếng phản đối các động thái của Trung Quốc, bắt nạt, cưỡng ép Việt Nam và các nước trong khu vực liên quan đến tranh chấp biển đảo và thăm dò dầu khí ở vùng biển giàu tài nguyên và có tầm quan trọng chiến lược này. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vừa gửi văn bản đề nghị các bộ liên quan xử lý xe dán hình bản đồ Việt Nam mà không có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, một động thái bênh vực chủ quyền giữa bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông đang tăng cao với những diễn biến khiến nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết hôm 13 tháng 7 rằng văn bản trên đã được gửi cho các bộ Công an, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải. Theo bộ này, gần đây tại Việt Nam xuất hiện tình trạng nhiều xe ô tô, mô tô, gắn máy, dán hình bản đồ Việt Nam được thiết kế sẵn và bán rộng rãi trên thị trường và các sàn thương mại điện tử. Hình ảnh bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được các chủ phương tiện giao thông dán trên kính xe, thân xe, khung biển số có tác động thị giác lớn đến người dân và du khách nước ngoài, có thể hình thành ý thức sai lệch về chủ quyền biển đảo, theo Bộ Thông tin Truyền thông.
Đề nghị xử lý vi phạm liên quan đến khẳng định chủ quyền của Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh đang xảy ra những diễn tiến căng thẳng trên Biển Đông vì những hành động quyết đoán nhằm khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Bắt đầu từ vụ đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam vào đầu tháng 4, Bắc Kinh sau đó tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo, tuyên bố thành lập các khu vực hành chính mang tên quận Tây Sa và quận Nam Sa để quản lý khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Gần đây nhất vào đầu tháng này, Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự và cấm tàu thuyền qua lại trong khu vực tập trận ở Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Dịch Covid kéo dài đang là cơ hội cho các kênh bán hàng online tại những khu đô thị. Hàng hóa đa dạng giao tận nơi khách yêu cầu. Ngay cả việc đặt mua một ly cà phê bình dân, một ly chè ngoài hè phố cũng được giao tận nhà. Bà Thúy, chủ một quán giải khát cho biết. Mùa dịch Covid-19 này cô vẫn bán bình thường, rồi công an cũng nói cứ mãi là mua đem về, không có uống tại chỗ thì bên mình cũng là bán cho mấy anh giao hàng là đem về không, thì mấy anh đông thì cho giãn cách xa ra. Bà Thúy nói thêm rằng giờ đã chấm dứt giãn cách xã hội, song người mua hàng online vẫn dồi dào. Cái xu hướng là của mình là đây là lấy hàng đặt qua mạng là bán được hơn. Số lượng nhiều hơn, tại vì người ta mua thí dụ như một đơn hàng của người ta là mười mấy ly khi 50-60 ly, còn mà mình bán cho khách thì ít hơn, mình phải chiết khấu 15% với 20%. Những nơi có bán hàng online sẽ dán thêm tấm giấy nhỏ về các ứng dụng mua sắm mà họ tham gia. Nhân viên giao hàng riêng của những ứng dụng mua sắm này sẽ cạnh tranh nhau trong phục vụ khách hàng. Ông Phương, một nhân viên giao hàng kể rằng có đa dạng dịch vụ dạng đi chợ giùm này lắm. Vẫn có sắm mắc-kin đi chợ đồ đầy đủ. Tại người ta không ra đường được, như những cái chung cư đồ người ta không cho ra đường. Thì bắt buộc phải đặt trên online trên mạng cho anh shipper tới giao. Nhưng mà giao thì shipper cũng phải kỹ là phải có sử dụng mấy cái nước rửa tay đồ này nọ. Để giao cho khách nó không phàn nàn này nọ. Ông Phương nhận xét rằng giờ không còn căng thẳng về dịch bệnh nữa, song người mua qua online vẫn tăng. Nó cũng tăng lên cũng là đáng kể, nhất là những đi chợ đồ thì nó vẫn tăng lên rất là nhiều. Ở đó thì chừng vài đơn thôi, bây giờ thấy cũng số lượng nó cũng hơi nhiều một chút. Người dân ở nhà nhiều, người ta sẽ tìm hiểu về cái ứng dụng nó nhiều hơn. Tại lúc mà chưa bị thì người ta không có tập trung vào cái ứng dụng nhiều. Không phải ai cũng biết sử dụng ứng dụng mua sắm. Bà Hương, một người vẫn chọn đi siêu thị, kể. Cũng là ứng dụng hôm ba, ứng dụng hôm ra, cũng không có tại sao không có điện thoại mà cũng là về điện thoại. Bước đầu ghi nhận do dịch Covid kéo dài, nên dần hình thành thói quen mua sắm online trong cộng đồng cư dân đô thị. Và qua đó đưa đến kỳ vọng là thói quen mua sắm này sẽ giúp kích cầu về thị trường thương mại điện tử sau khi đại dịch Covid chấm dứt. Covid-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Trung Quốc ngày 13 tháng 7 tuyên bố cấm nhập cảnh 4 giới chức Mỹ để trả đũa việc Washington chế tài 3 giới chức Trung Quốc vì vi phạm nhân quyền tại tỉnh Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh loan báo chế tài nhắm vào Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz cùng dân biểu Chris Smith và đại sứ về tự do tôn giáo Sam Brownback. Bà Hoa nói hành động của Mỹ đã làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Mỹ-Trung
Và Trung Quốc quyết định giữ vững chủ quyền quốc gia, chống lại điều được gọi là can thiệp vào nội bộ nước này. Bà Hoa nói Trung Quốc sẽ tăng cường phản ứng tùy theo tình huống. Không có chỉ dấu cho thấy bốn viên chức Mỹ này có kế hoạch đến Trung Quốc. Và lúc quan hệ giữa hai nước tồi tệ thêm vì một loạt các vấn đề, ngày 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ báo động an ninh rằng công dân Mỹ có thể bị áp đặt thi hành luật một cách tùy tiện, kể cả bị giam giữ tại Trung Quốc. Đáp lại, bà Hoa nói báo động an ninh của Mỹ cho thấy Mỹ bị cắn rứt lương tâm và đang viện cớ cho việc quấy nhiễu, thẩm vấn và đe dọa công dân Trung Quốc tại Mỹ. Những người tổ chức thắp nến cầu nguyện tưởng niệm cuộc đàn áp đẫm máu năm 1989 của Trung Quốc ở quảng trường Thiên An Môn hôm 13 tháng 7 ra tòa Hồng Kông về tội xúi dục người khác tham gia tụ tập bất hợp pháp. Tổng cộng có 13 người bị truy tố liên quan tới sự kiện tưởng niệm hôm 4 tháng 6, trong đó có Li Chuk-yuan, Chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ phong trào Ái quốc và Dân chủ Trung Quốc. Liên minh này tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm. Những người khác bị truy tố bao gồm có Jimmy Lai, nhà hoạt động dân chủ kiêm nhà sáng lập nhật báo Apple Daily, cùng với hai nhà hoạt động và thành viên của liên minh là Richard Stoy và Albert Ho. Cảnh sát nói lễ tưởng niệm năm nay không được phép thực hiện vì những hạn chế do đại dịch virus corona. Nhưng những người tổ chức đã tới tham gia tưởng niệm tại công viên Victoria. Hàng ngàn người khác cũng tham dự. Và ngày sau đó, những người này bị truy tố xúi giúp người khác tham gia cuộc biểu tình bị cấm. Ông Lee cho biết đây là việc phủ nhận hoàn toàn quyền theo luật hiến pháp căn bản. Nhóm này cầm bích chương biểu ngữ lên án chính phủ đàn áp lễ tưởng niệm và chống lại việc đàn áp chính trị. Họ cũng tiến hành phút mặc niệm đánh dấu dỗ đầu của ông Lưu Hiểu Ba, một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, chết vì ung thư gan năm 2017 khi đang thụ án 11 năm tù về tội danh lật đổ. Khoảng 28.000 nhà cửa bị thiệt hại và 141 người bị chết hoặc mất tích sau những trận lũ lụt tàn khốc xảy ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc trong tháng qua. Tai họa xảy ra khi sông Trường Giang năm nay hứng chịu trận mưa lớn thứ hai trong nửa thế kỷ. Dường như hầu hết hoa lục đều chịu ảnh hưởng, kể cả một khu vực rộng lớn miền viễn Tây như Tây Tạng và Tân Cương, theo Phó Thủ tướng phụ trách quản lý khẩn cấp Zhang Guguang. Trong nửa năm qua, Trường Giang, con sông dài nhất châu Á và nhiều phần châu thổ sông này hứng chịu vũ lượng cao hàng thứ hai kể từ năm 1961 tới nay, ông Zhang nói với các phóng viên. Thiệt hại ước lượng khoảng hàng trăm triệu đô la, tạo thêm áp lực lên nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng sâu rộng vì đại dịch virus corona, trong đó có việc đóng cửa và mất thị trường nước ngoài. Nơi sông Trường Giang chảy qua và nổi tiếng với nhiều sông hồ là tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt bị đe dọa. Thủ phủ của tỉnh, thành phố Vũ Hán là trung tâm virus corona bùng phát tại Trung Quốc. Nước lụt làm ngập nhiều thị trấn tại Nam và miền Trung Trung Quốc, khiến cho nhân viên cứu hộ khẩn cấp phải gia cố bờ sông và đào kênh để xả lũ. Nước lũ dâng cao tại 433 con sông đã vượt quá mức báo động và 33 con sông đã lên mức cao kỷ lục. Ngoài sông Trường Giang, hệ thống các sông chính và ao hồ cũng dâng cao, kể cả sông Hoàng Hà tại miền Bắc, sông Châu Giang ở miền Nam và Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc ở phía Tây Thượng Hải. Những nơi du lịch chính yếu tại miền Nam Trung Quốc bị lũ lụt tàn phá, gây nên những áp lực tài chính nặng nề do số du khách sụt giảm mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao Iran ngày 13 tháng 7 tuyên bố cương quyết trả đũa bất cứ nước nào đứng sau vụ hỏa hoạn tại cơ sở hạt nhân Natanz. Tại buổi họp báo thường lệ, phát ngôn viên Abbas Mousavi cho biết nhà cầm quyền đang điều tra vụ này. Iran nói đã phát hiện nguyên nhân đám cháy tại cơ sở hạt nhân Natanz, nhưng không công bố ngay vì những lý do an ninh. Một vụ nổ xảy ra tại địa điểm hạt nhân dưới lòng đất Natanz làm hư hại một tòa nhà. Vụ việc diễn ra không đầy một tuần sau một vụ nổ tại phía đông Tehran mà các nhà phân tích tin là nơi che giấu một hệ thống đường hầm dưới mặt đất và những vị trí sản xuất phi đạn. Ngay sau khi vụ cháy diễn ra, một tổ chức tự xưng là Cheetahs of the Homeland đứng ra nhận trách nhiệm bằng ngôn từ một số tổ chức đối lập lưu vong Iran thường sử dụng. Các chuyên gia Iran chưa từng nghe nói đến tổ chức này. Từ lâu Iran cho rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ có mục đích hòa bình. Ông Mousavi cũng bình luận về vụ cháy trên một chiến hạm Mỹ, mỉa mai rằng ông ngạc nhiên khi thấy tàu chiến hải quân Mỹ bốc cháy nhanh như thế. Giới chức quân đội Mỹ cho biết 21 người bị thương nhẹ hôm 12 tháng 7 trên chiến hạm USS Bonhomme Recharge tại căn cứ hải quân tại San Diego. Thế giới không đang trên con đường đạt mục tiêu tham vọng là xóa đói vào năm 2030, Liên Hợp Quốc cho biết ngày 13 tháng 7. Trong phúc trình về lương thực thế giới năm 2020 được công bố ngày 13 tháng 7, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO
nói nạn đói tiếp tục tăng chậm trên thế giới, khiến khó hoàn tất một trong những mục tiêu phát triển bền vững nhằm chấm dứt nạn đói vào năm 2030. Kinh tế gia trưởng Maximo Torero của FAO nói rằng thế giới không trên đường hoàn tất mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2030 cũng như mục tiêu phát triển bền vững 2 và cần phải thay đổi. Ông cũng cho biết nếu tiếp tục khuynh hướng này vào năm 2030, cả thế giới sẽ có khoảng 840 triệu người thiếu ăn. Theo khuynh hướng hiện giờ, phúc trình ghi nhận con số suy dinh dưỡng hiện nay là 690 triệu người sẽ tăng lên. Đại dịch virus corona đã làm cho mọi việc tồi tệ thêm, theo phúc trình của FAO. Và vì đại dịch, tổ chức ước lượng có thêm 120 triệu người sẽ bị đói trong năm nay. Phúc trình cũng nhấn mạnh việc tiếp cận lối ăn uống lành mạnh trên trái đất còn quá đắt đỏ. Theo báo cáo, 3 tỷ người không thể có lối dinh dưỡng lành mạnh, vốn là điều cần thiết để xóa tất cả các hình thức suy dinh dưỡng, ông Torero nói. Mặc dù khu vực thủ đô Washington hiện đã bước vào giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại, nhưng các chương trình thực phẩm miễn phí vẫn tiếp tục được mở rộng để đến với những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm hiện tại. Cộng đồng người Việt sinh sống trong vùng phối hợp với quận Montgomery, tiểu bang Maryland, vừa mở chương trình phân phát thực phẩm miễn phí tới với cộng đồng các sắc dân sinh sống trên địa bàn quận, thay vì chỉ bó gọn trong phạm vi cộng đồng gốc Việt. Chương trình nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt, sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Tôi tham gia chương trình ngày hôm nay vì tôi thực sự muốn giúp đỡ mọi người. Tôi biết đây là thời điểm rất lạ lùng so với trước kia và hiện đang có rất nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta chung tay giúp đỡ họ, cung cấp thực phẩm miễn phí cho họ một cách an toàn, chúng ta sẽ làm được một việc rất có ích là cùng nhau vượt qua khó khăn này. Tôi tham gia sự kiện này ngày hôm nay vì cô của tôi là một người thành viên tổ chức chương trình này. Nhưng trên hết là tôi muốn giúp đỡ cho mọi người, những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Việc hôm nay cũng không có gì, chúng tôi chỉ là mở cốp xe và bỏ những thùng rau quả đã được chuẩn bị sẵn cho mọi người thôi. Trong suốt nhiều tuần vừa qua, cộng đồng người Việt ở bang Maryland đã phối hợp với quận Montgomery tiến hành phân phát thực phẩm miễn phí tới với những gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng gặp hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch. Số lượng thực phẩm miễn phí được phân phát mỗi tuần vào khoảng 150 thùng. Đây là lần đầu tiên chương trình được mở rộng tới với các cộng đồng sắc dân khác, với số lượng thí điểm là 300 thùng thực phẩm, chủ yếu là các loại rau củ quả tươi phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Quận đã giao chúng tôi là làm cho người Việt Nam, nhưng mà nhận thấy khi mà phát người Việt Nam đó, có nhiều sắc dân khác, người Xây, rồi người màu da màu khác họ cũng tới nữa. Do đó chúng tôi quyết định, đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức, cũng thử thí điểm thôi, thì mong thấy rất là thành công, rất là nhiều người tới, không ngờ đông như vậy. Mong có thể là 1-2 tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức lớn hơn, số lượng hàng lớn hơn và có thể là các thực phẩm khác nữa. Từ khi ghi nhận các ca dương tính COVID đầu tiên ở khu vực thủ đô Washington, nhiều chương trình thực phẩm miễn phí đã được triển khai, trong đó có các chương trình cung cấp thực phẩm miễn phí của cộng đồng gốc Việt. Thoạt đầu, các chương trình này tập trung nhắm đến những người cao niên, không thể ra khỏi nhà trong hoàn cảnh dịch bệnh, và những gia đình nghèo mất việc làm do các hoạt động sản xuất và dịch vụ phải tạm dừng trong thời gian đóng cửa. Nhưng hiện tại, do đời sống thường nhật chưa thể trở lại như trước đây, không ít gia đình vẫn đang gặp khó khăn trong cuộc sống do dịch bệnh, nên các chương trình thực phẩm miễn phí đang tiếp tục được mở rộng để đến với mọi gia đình có nhu cầu. Giữ gìn sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có nhiều người khác chạm vào như chỗ ngồi trên xe buýt, xoa tay kỹ trong 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay. Các cách làm này có thể ngăn ngừa không chỉ virus corona mà cả cảm cúm và các loại virus khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov.
Phán quyết của tòa tối cao Pháp viện đưa ra cho trường hợp một người xin tị nạn từ Sri Lanka có tên là Vijayakuma Turasicham. Người này khai với cơ quan di trú rằng anh bị bắt cóc, tra khảo và đánh đập tàn nhẫn đến mức phải nhập viện nhiều ngày. Anh trốn khỏi Sri Lanka rồi sau đó vượt biên giới Mỹ-Mexico để xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Các nhân viên di trú bác đơn của anh rồi sau đó không cho anh xin kháng án lên tòa cấp cao hơn. Các luật sư bảo chữa cho người đàn ông xin tị nạn này thay mặt thân chủ kháng án lên tới tận tối cao Pháp viện. But he said even if you're right that Congress has said in the statute. Ông ấy nói rằng cho dù đúng là Quốc hội từng nói là tôi không thể kháng án thông qua lệnh định quyền giam giữ, hiến pháp cho phép tôi thưa lên tòa án liên bang. Tòa phúc thẩm số 9 nói được, tối cao Pháp viện lại nói không. And the Ninth Circuit said yes. And the Supreme Court today said no. Lý giải cho quyết định này, các thẩm phán tối cao Pháp viện chỉ ra một đạo luật nói rõ rằng nếu một người muốn xin tị nạn, anh hoặc cô ta phải được một nhân viên di trú hoặc quan tòa phỏng vấn. Và những người này có thể nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng cho đơn xin tị nạn đó. Turasicham cho biết buổi phỏng vấn của anh chỉ kéo dài 13 phút, rồi sau đó thẩm phán di trú bác đơn xin tị nạn và yêu cầu trục xuất anh. The American Civil Liberties Union đã vào cuộc với lý do rằng việc đẩy nhanh quá trình trục xuất làm hạn chế quyền để xét xử công bằng của nạn dân vốn được ghi trong hiến pháp. Những đơn xin tị nạn thường được các quan tòa hành chính xem xét rất qua loa, đôi khi một cuộc điều trần chỉ kéo dài chưa đến 10 phút và thiếu sự giám sát của một tòa án. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang chứng kiến dòng người xin tị nạn bị bác đơn một cách vô lý, phải trở về nước và đối mặt với các quyết định bị giam và thậm chí là cả cái chết. Thẩm phán tối cao Pháp viện Samuel Alito nhấn mạnh rằng những người nhập cư trái phép bị giam giữ gần biên giới không có quyền được ra tòa. Ông bổ sung thêm rằng Quốc hội cho phép xem xét sơ bộ đơn xin tị nạn của họ. Và đó là tất cả. There's a real sense of his that he thinks that asylum seekers are abusing the credible fear process. Có một cảm giác là ông ấy nghĩ rằng những người xin tị nạn đang lạm dụng quy định về quyền lo sợ chính đáng. Ví dụ, ông ấy chỉ ra lý do rằng chỉ có một phần khá ít ỏi những đơn xin tị nạn năm 2019 có nỗi lo sợ chính đáng, và có một số bằng chứng cho thấy có rất nhiều trường hợp ngụy tạo, lừa đảo. Hai thẩm phán tối cao Pháp viện bày tỏ không đồng ý với phán quyết. Theo họ, quyền hiến định không nên phụ thuộc vào sự thay đổi trong bối cảnh chính trị của nước Mỹ. Các chuyên gia cho rằng quyết định này sẽ tạo ra một án lệ áp xuống hàng ngàn người xin tị nạn tới Mỹ. Phán quyết này mang đến hệ quả là không có cơ quan tư pháp nào giám sát quá trình trục xuất cấp tốc và nó hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân các nhân viên di trú. Nó là mầm mống cho việc lạm dụng cũng như những sai sót bởi quá trình xử lý diễn ra rất nhanh. Phó trưởng công tố liên bang Edwin Nadler, đại diện cho chính quyền Tổng thống Trump cho rằng nếu tối cao Pháp viện đưa ra một phán quyết khác, nó sẽ tạo ra một nút thắt pháp lý và có thêm hàng ngàn vụ kiện mới. Nó cũng sẽ cho quyền kháng án lên tòa liên bang cho những di dân bất hợp pháp. Một màn trình diễn chào mừng lễ độc lập tại dãy núi Rushmore trước hàng ngàn người tham dự mà phần lớn đều không đeo khẩu trang. Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump mang màu sắc đen tối và u ám, nhấn mạnh vào yếu tố then chốt của chiến dịch tái tranh cử của ông, đó là kỳ cương luật pháp nhằm lôi kéo những người ủng hộ chống lại cái mà ông gọi là chủ nghĩa phát xít cực tả. Chúng ta sẽ vạch trần phong trào nguy hiểm này, bảo vệ con em của đất nước này khỏi những ngón đòn cực đoan và gìn giữ lối sống được trân quý của người Mỹ. Chuyến thăm của Tổng thống Trump tới khu tưởng niệm khổng lồ này diễn ra sau những cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter kéo dài trong nhiều tháng. Chính quyền của ông đang ngăn chặn những người biểu tình đòi dỡ bỏ tượng của những nhân vật lịch sử từng ủng hộ chế độ nô lệ, cũng như thượng đẳng da trắng. Tổng thống Trump mạnh mẽ lên án cái mà ông gọi là văn hóa xóa bỏ, nhắm vào di sản của nước Mỹ. This monument will never be desecrated. These heroes. Sẽ không ai có thể xâm phạm được đài tưởng niệm này. Sẽ không có bất kỳ người anh hùng nào bị xóa mặt. Di sản của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Và núi Rushmore sẽ mãi trường tồn như lời vinh danh bất diệt dành tặng những bậc tổ phụ của chúng ta và dành cho sự tự do của dân tộc ta. As an eternal tribute to our forefathers
and to our freedom. Với việc tới thăm núi Rushmore, Tổng thống Trump về cơ bản muốn nói với cử tri của mình rằng, này, nếu bạn không thích những gì đang xảy ra với những đài tưởng niệm như thế này, tôi sẵn sàng tới thăm đài tưởng niệm vĩ đại nhất và vững chãi nhất, và tôi tuyên bố đó là những tượng đài tôi quý trọng nhất. Trong bài phát biểu mà một số ý kiến cho rằng mang màu sắc chia rẽ, Tổng thống Trump khắc họa phe cánh tả như một đám đông giận dữ kích động hỗn loạn và lèo lái đất nước tiến tới chủ nghĩa toàn trị. We will not be tyrannized. Chúng ta sẽ không bị cai trị, chúng ta sẽ không bị hạ nhục, và chúng ta sẽ không bị những kẻ xấu xa đe dọa. Bad, evil people. Bài phát biểu mang màu sắc, chúng ta chống lại bọn họ, được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang bị đối thủ bên phe Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn trước trên toàn quốc, tại các bang quan trọng và ngay cả tại những thành trì của phe bảo thủ như Missouri và Texas. Cho tới thời điểm hiện tại, chiến dịch tranh cử của ông ấy như đang ngồi trên đống lửa, và theo tôi, không chỉ bởi kết quả của các cuộc thăm dò dư luận, mà còn từ những tiếng nói chỉ trích ngay từ phía nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Theo một cuộc thăm dò dư luận trên quy mô toàn quốc của Pew Research, Tổng thống Trump đang bị ông Biden dẫn trước 10%. Từ giờ tới kỳ bầu cử vẫn còn rất nhiều thời gian, và năm 2020 được chứng tỏ là một năm đầy biến động. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, rõ ràng Tổng thống đang có rất nhiều thứ phải lo. Có vẻ như ông ấy sẽ phải leo một con dốc rất cao. Trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona vượt quá con số 50.000 ca mỗi ngày, và bất chấp những khuyến cáo của các quan chức y tế, Tổng thống Trump vẫn tổ chức chương trình Salute to America kỷ niệm lễ độc lập mùng 4 tháng 7 tại Tòa Bạch Ốc. Of American Heroes. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I am Kaveh. Lucia, because of my ability to pick awesome everyday grammar topics, I took it upon myself to choose today's topic as well. Oh, you did you? Yes. Due to positive feedback from our viewers, I think I know what they want. So I will be choosing a topic that will win quite a bit of attention. Because introduces an adverb clause and is followed by a subject and a verb. Because the weather was hot, we went to the pool. Because of and due to are phrasal prepositions and are followed by a noun object. Because of the hot weather, we went to the pool. Due to the hot weather, we went to the pool. In more formal writing, due to is sometimes followed by a noun clause, introduced by the fact that. Due to the fact that the weather was hot, we went to the pool. Because of and due to can appear at different places in the sentence. Because of the hot weather, we went to the pool. We went to the pool because of the hot weather. Due to the hot weather, we went to the pool. We went to the pool due to the hot weather. So, you see, because of and due to are quite easy to use. And that's Everyday Grammar. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ VOA bạn làm báo a@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.